đánh giá khả năng vận hành của Toyota Vios 2021, ông vua phân khúc. Toyota Vios 2021 liên tiếp dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, trong thành công đó phải kể đến khả năng vận hành ổn định, tăng tốc tốt cũng như hệ thống phanh êm ái và hàng loạt trang bị an toàn. Biết Vios là chiếc ô tô tốt do người nhà đã sử dụng qua nhiều đời xe Toyota, nhưng ban đầu anh Thanh Lâm, 32 tuổi, ở Hà Nội đã dự định tìm đến một mẫu xe bóng bẩy hơn. Dù vậy, anh vẫn qua đại lý để trực tiếp cầm lái chiếc xe này và so sánh với các thương hiệu khác trong cùng tầm tiền trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng. Vậy nhưng sau khi trải nghiệm thực tế mẫu ô tô của Toyota, phương án chốt của anh Lâm lại chính là Vios. Mình nhận ra rằng bề ngoài chiếc xe không quan trọng bằng khả năng vận hành và trải nghiệm lái. Còn vợ mình không am hiểu nhiều về xe, nhưng ngồi thử thấy không bị say xe nên nương luôn. Anh Lâm chia sẻ, vận hành, hãy để trải nghiệm thực tế lên tiếng. Việc thường làm của những người trước khi quyết định mua xe là tìm hiểu các thông số trên mạng, mã lực, mô, men xoắn cực đại hay số chấm đôi khi không phản ánh hết mà cần tới trải nghiệm thực tế. Toyota Vios được trang bị động cơ dung tích 1.5 lít đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT cho công suất tối đa 107 mã lực và 87 nm lực mô, men xoắn cực đại. Ở một chiếc sedan hạng B như vậy, sẽ khó có thể tìm được cảm giác lái thể thao hay kiểu dính lưng ghế. Thế mạnh của Vios ở đây là sự mượt mà và thoải mái. Xe lái thử nên lạ nhưng ngay sau khi thắt dây an toàn, Vios đã cho tôi cảm giác dễ chịu nhờ vô, lăng linh hoạt, điều khiển dễ dàng khi đi trong các cung đường đô thị, chân ga nhạy và tăng tốc một cách êm ái, đồng thời vẫn giữ được sự lanh lợi theo đúng ý của mình. Anh Lâm chia sẻ cảm nhận, nhiều chủ xe Vios cũng đồng tình rằng mẫu ô tô của Vios thiên về sự thoải mái và mượt mà với khối động cơ chứ danh. Trải nghiệm ấy còn góp phần đến từ hệ thống cho hoạt động hiệu quả, mang lại sự êm ái cho hành khách. Khi cần tăng tốc hay để vượt các xe khác, Vios đem lại sự tự tin cho người cầm lái nhờ việc hộp số thích ứng nhanh. Chiếc xe mất khoảng 7,5 giây để tăng tốc từ 0 lên 60 km/h trên quãng đường thử bằng phẳng. Nhờ phần khung vững chắc, cộng thêm hộp số CVT mà quá trình này diễn ra mượt mà. Trong khi đó, động cơ êm ái cùng khả năng cách âm tốt nên tiếng từ khoang máy vọng vào được giảm thiểu. Phanh, bộ phận hay dùng ít người chú ý. Nếu như những người lái xe khác thường thích đạp ga để thử khả năng tăng tốc thì anh Lâm lại ngược lại, thích đạp phanh để kiểm chứng mức độ an toàn của xe cũng như tìm sự thoải mái cho những người đi cùng. Trong lần lái thử, người kỹ sư 32 tuổi này tỏ ra bất ngờ trước cách mà Toyota Vios phản ứng với chân phanh. Với một lực đệm chân vừa phải, chiếc xe ngoan ngoãn giảm tốc độ theo đúng ý của mình mà không hề diễn ra một cách giật cục. Vợ đã đi theo mình để ngồi sau trên mấy mẫu xe lái thử và đều đòi xuống mỗi khi mình thử phanh, do lúc này dễ bị say xe. Nhưng đến Vios thì bà xã gần như không sao vì phanh ăn nhưng rất mượt, anh đánh giá. Hơn nữa, trong một thử nghiệm với phanh của Toyota Vios cho thấy, đang chạy ở tốc độ 60 km/h đạp phanh, xe dừng lại sau quãng đường 11,7 m, trong khi với nhiều đối thủ cùng phân khúc đều từ 12,2 m trở lên. Bên cạnh đó, Vios 2021 cũng là mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc với tiêu chuẩn 5 sao ASEAN CAP. Xe trang bị hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp EBS trên Vios GR/SG, cộng tác viên và ECVT, tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios GR/CTV, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật, tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios xe CVT, cảm biến sau hỗ trợ người lái trên Vios xe MT khi lùi xe trong không gian hẹp. Hàng loạt ưu đãi lớn trong tháng 7 bên cạnh trải nghiệm vận hành vượt trội trong phân khúc cùng hệ thống phanh và trang bị an toàn ngập tràn, Toyota Vios còn được khách hàng đánh giá cao ở độ bền bỉ và tối ưu trong suốt quá trình sử dụng. Những khách hàng đã sử dụng Toyota Vios đều có chung nhận xét rằng xe vận hành cực kỳ tiết kiệm và chi phí sử dụng thấp. Nếu mỗi 100 km, Vios tiết kiệm hơn các xe khác khoảng 0,5 đến 1 lít xăng thì khi nhân lên với 50.000 đến 100.000 km sẽ là con số đáng kể. Ngoài ra, những lần bảo dưỡng xe Vios cũng rẻ bằng nửa các xe hạng B khác, cộng gộp lại sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều, một chủ xe Vios cho biết. Ngoài ra, ngay từ khi chọn xe Vios trong tháng 7 này, khách hàng đã tối ưu được chi phí nhờ chương trình ưu đãi hấp dẫn, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021 cho phiên bản G và E. Cụ thể, Vios GCVT được hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng. Trong khi đó, Vios CVT và MT nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng. Chính sách này càng khiến mẫu xe của Toyota trở nên hấp dẫn và cạnh tranh trước các đối thủ, gia tăng lợi ích cho khách hàng. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99% mỗi năm. Chỉ với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng, trong 6 tháng đầu, khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios. Trong thời gian gần đây, mặc dù thị trường xe bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, Vios vẫn duy trì mức doanh số cao và tăng trưởng so với các tháng trước. Trong tháng 5,
Mẫu xe này đạt doanh số 1.789 chiếc đến tay khách hàng, giữ vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B. Trong tháng 6, doanh số của Vios được các chuyên gia trong ngành nhận định sẽ tiếp tục đạt kết quả khả quan. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo trùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 554455. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.